Con trai Prigozhin có thể trở thành chỉ huy Wagner. Con trai 25 tuổi của Jagny Prigozhin được cho là nắm quyền chỉ huy Wagner sau khi cha qua đời, theo một tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Mỹ. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại thủ đô Washington, Mỹ, ngày 1 tháng 10 dẫn thông tin từ kênh Telegram liên kết với tập đoàn Wagner cho biết Pavel Prigozhin, 25 tuổi, con trai cựu trùm Jagny Prigozhin, đã nắm quyền chỉ huy lực lượng này Pavel cũng được cho là đang đàm phán với vệ binh quốc gia Nga Rogasdia về việc để Wagner tái tham chiến ở Ukraine. Wagner không có lãnh đạo rõ ràng nào từ khi Zegeny Rigozin không qua khỏi trong tai nạn máy bay. Viện nghiên cứu chiến tranh nói rằng một số thành viên Wagner đã phản ứng tiêu cực sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuần trước gặp Andrei Joseph Tóc Bạc, cựu chỉ huy cấp cao của Wagner, để bàn về cách triển khai hiệu quả các đơn vị tình nguyện ở Ukraine một số thành viên wagner muốn ủng hộ người thay thế có mối quan hệ thân thiết với prigozhin thay vì joseph người liên kết với điện kremlin và bộ trưởng quốc phòng nga viện nghiên cứu chiến tranh cho hay viện nghiên cứu chiến tranh chỉ ra rằng với diễn biến này lính wagner sẽ không bắt buộc phải ký hợp đồng với bộ quốc phòng nga rogasnya thuộc sự quản lý của hội đồng an ninh nga báo cáo trực tiếp lên tổng thống putin người giữ vai trò tổng tư lệnh tối cao và chủ tịch hội đồng an ninh tuy nhiên viện nghiên cứu chiến tranh dẫn các nguồn thạo tin nói pavel Prigozhin có thể không hoàn toàn độc lập trong việc lãnh đạo tổ chức vì chịu ảnh hưởng của mikhail vatanin người đứng đầu cơ quan an ninh của wagner giám đốc rosgavaria viktor zolotov đang xem xét khả năng cho phép lính wagner gia nhập rosvaria với tư cách là đơn vị wagner riêng biệt tuy nhiên vẫn chưa rõ là chi nhánh này của wagner có thể hoạt động cùng rosgavaria như thế nào Rovadia được thành lập vào năm 2016 với các nhiệm vụ như bảo vệ biên giới, kiểm soát súng đạn, chống khủng bố, chống tội phạm có tổ chức, bảo vệ trật tự công cộng và các cơ sở quan trọng của nhà nước. Viện nghiên cứu chiến tranh từng đánh giá cao các đơn vị rời rạc của Wagner khó có thể gây ra mối đe dọa quân sự nghiêm trọng cho Ukraine nếu không có sức mạnh đầy đủ như dưới thời Yevgeny Prigozhin và Dmitry Utin. Tuy nhiên, đánh giá này sẽ không còn đúng nếu Wagner tái thành lập tập đoàn lớn và chặt chẽ dưới sự tập trung hiệu quả của chính phủ Nga, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho hay. Pyrgozin và cánh tay phải Dmitry Ustin đã không qua khỏi trong vụ rơi máy bay ở Nga hồi tháng 8. Wagner đóng vai trò quan trọng trong việc giúp lực lượng Nga kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine hồi tháng 5. Tuy nhiên, trùng Wagner đã tiến hành cuộc nổi loạn vào tháng 6. Khi còn là lãnh đạo Wagner, Joseph Tóc Bạc đã tham gia chỉ đạo chiến dịch tấn công Bakhmut, song ông hiếm khi ra mặt. Các kênh Telegram có liên kết với Wagner chủ yếu đề cập đến Joseph với tư cách là chủ tịch liên đoàn bảo vệ lợi ích của các cựu chiến binh trong chiến tranh cục bộ và xung đột quân sự. Cũng theo những kênh này, phong cách lãnh đạo và những chiến thuật của Joseph đã giúp Wagner giành chiến thắng và gây ấn tượng với Tổng thống Putin. Ngày 3 tháng 7, một kênh Telegram thân Wagner đã đăng thông báo Joseph bị Wagner sa thải. Một số blogger quân sự Nga chia sẻ tài liệu cho thấy Joseph có thể là người đã thông báo trước cho giới lãnh đạo cấp cao Nga về kế hoạch nổi loạn của Wagner. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước cho biết Joseph hiện làm việc tại Bộ Quốc phòng Nga. Phương Tây huấn luyện binh sĩ Ukraine lối đánh không phù hợp đối phó Nga Theo giới phân tích, có một số sai lầm khiến chiến thuật mà phương Tây huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine bị phản tác dụng trên chiến trường và buộc Kiev phải sớm thay đổi cách đánh. Những bước tiến chậm chạp trong cuộc phản công của Ukraine kể từ tháng 6 năm 2023 đã làm dấy lên lời chỉ trích cho rằng đây là hậu quả của việc Kiev không áp dụng đúng cách huấn luyện mà họ nhận được từ phương Tây. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu vấn đề không nằm ở quân đội Ukraine mà nằm ở chiến thuật của phương Tây? Theo một số nhà phân tích, thách thức mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt có thể là điểm báo về những gì có thể xảy ra nếu các lực lượng NATO phải chiến đấu mà không có sự hỗ trợ từ trên không và bị hạn chế về hậu cần. Ukraine chật vật phản công Cuộc phản công của Ukraine diễn ra với muôn vàn khó khăn. Các lực lượng Nga đã dành nhiều tháng để xây dựng hệ thống phòng thủ, công sự, thiết lập các bãi mìn lớn hơn và dài đặc hơn, sử dụng cách tiếp cận lâu dài và hiệu quả có từ thời Liên Xô, đồng thời liên tiếp điều chỉnh chiến thuật. Theo cái bút Michael Page của Business Insider, ý kiến cho rằng quân đội Ukraine có thể sao chép chiến thuật kiểu phương Tây sau vài tuần huấn luyện, đồng thời loại bỏ tiến trình chỉ huy và kiểm soát cũ là quan điểm sai lầm. Việc rèn luyện các kỹ năng hoặc là chiến thuật mới trong thời bình vốn đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Trong giao tranh, điều này lại càng phức tạp hơn khi Kiev phải chống lại một trong những hệ thống công sự đáng gờm nhất trên thế giới. Truyền thông Anh dẫn lời một số binh sĩ Ukraine cho biết các khoa huấn luyện của phương Tây giúp cung cấp cho họ các kỹ năng cơ bản nhưng không phù hợp với tình hình thực địa tại Ukraine đặc biệt là quá trình đào tạo không chú trọng rèn luyện kỹ năng đối phó với các chướng ngại vật như chiến hào bãi mìn dây thép gai hào chống tăng và ụ bê tông hình răng rồng dù ukraine đạt được một số bước tiến trong việc xâm nhập tuyến phòng thủ kiên cố đầu tiên và nguy hiểm nhất của nga nhưng họ đã phải tiến công rất chậm chạp trong khi chịu tổn thất nặng nề trong những ngày đầu của cuộc phản công, các đơn vị tấn công Ukraine đã áp dụng cách tiếp cận kiểu NATO, triển khai các đoàn xe bọc thép, trong đó có xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, thiết giáp Bradley do Mỹ chế tạo, để nhanh chóng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga và tiến vào các khu vực phía sau. Nhưng họ đã bị mắc kẹt trong cả bại mìn, hứng chịu hỏa lực dữ dội từ pháo binh và trực thăng của Nga. Ukraine cuối cùng cũng đã từ bỏ chiến thuật phương Tây để áp dụng chiến thuật có từ năm 1917, đó là triển khai các đơn vị bộ binh nhỏ, giả phá bom mìn và giành lấy từng mét đất rồi chốt chặn, đồng thời điều động pháo binh tấn công chiến hào Nga, tìm cách cắt đứt tuyến đường tiếp vận và phá hủy kho dự trữ của đối phương. Nhiều người cho rằng Ukraine thiếu trang thiết bị tiên tiến để thực hiện đúng học thuyết của phương Tây. Trái lại cũng có một số ý kiến lưu ý, chính quân đội phương Tây có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện chiến thuật của họ trong những điều kiện như vậy. Các nước châu Âu chẳng hạn như là Đức, quốc gia từng có quân đội hùng mạnh trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh đã phải cắt giảm ngân sách quốc phòng trong hơn 30 năm qua. Hiện giờ số lượng xe tăng, máy bay cũng như kho đạn dược của quân đội nước này đang giảm ở mức đáng lo ngại. Ước tính dù chỉ dùng trong vài ngày nếu cuộc xung đột cường độ cao nổ ra. Quân đội Mỹ đang chuyển trọng tâm sang cạnh tranh với các đối thủ lớn như Nga, Trung Quốc, thế nhưng nhiều máy bay và tàu chiến của nước này lại đang phải đối phó với tình trạng chậm bảo trì và thiếu phụ tùng thay thế. Điều này khiến cho các quan chức Mỹ lo lắng họ có thể đánh mất ưu thế trong cuộc cạnh tranh. Sai lầm trong chiến thuật của phương Tây một số nhà phê bình cho rằng giới quân sự phương tây đã thất bại trong việc điều chỉnh hoạt động huấn luyện và chiến thuật để thích ứng với một thế giới đang thay đổi chẳng hạn kỹ thuật xuyên phá các bãi mìn bằng thuốc nổ và phương tiện giả phá bom mìn từng mang lại hiệu quả trong thế chiến thứ hai nhưng giờ đây có rất ít tác dụng khi đối phương triển khai máy bay không người lái hoặc đạn pháo tầm xa để ngăn cản hoạt động của các đơn vị giả phá ngoài ra còn một mối lo ngại to lớn hơn phía sau chương trình huấn luyện của phương tây theo nhà phân tích michael pech mỹ và châu âu đã vạch ra một lộ trình đào tạo thiếu chính xác chủ yếu là dựa trên kinh nghiệm chiến đấu với các lực lượng khủng bố và nổi dậy suốt hai thập kỷ qua một số binh sĩ ukraine cho biết họ thường xuyên được dạy cách chiến đấu dựa theo tình hình ở trung đông chẳng hạn như xác định những đối tượng nổi dậy trà trộn trong dân thường Lầu Năm Góc sau đó thừa nhận nỗ lực của họ tập trung chống lại các lực lượng nổi dậy chủ yếu sử dụng vũ khí công nghệ thấp đã làm mai một những kỹ năng cần thiết trong một cuộc chiến cơ giới hóa quy mô lớn. Trong nhiều năm qua, các đơn vị xe tăng và pháo binh được huấn luyện bài bản của Mỹ đã được giao nhiệm vụ canh giữ trạm kiểm soát. Ở Iraq và Afghanistan, lực lượng Mỹ và NATO có thể trông cậy vào sự hỗ trợ từ các máy bay chiến đấu và gần như miễn nhiễm trước các cuộc tấn công bằng vũ khí tự chế và vũ khí nhỏ trong chiến dịch chống khủng bố, Mỹ đã tập trung phát triển các thiết bị đối phó với thiết bị nổ tự chế, nhưng điều này đã hạn chế năng lực tác chiến cơ giới hóa của họ. Nếu xung đột giữa NATO và Nga nổ ra trong trường hợp cuộc chiến tại Ukraine vượt ngoài tầm kiểm soát, thì đây sẽ là một cuộc chiến quy mô lớn chống lại đối thủ được trang bị vũ khí tối tân với nhiều thiết bị vượt trội hoặc tương đương, từ máy bay không người lái tấn công một chiều đến tên lửa tầm xa tiên tiến và vũ khí siêu thanh chưa kể còn rất nhiều hoạt động khác như gây nhiễu chiến tranh mạng và chiến tranh thông tin khi đó vẫn chưa rõ quân đội phương tây có được huấn luyện đầy đủ để hoạt động nếu thông tin liên lạc bị chặn hoặc sở chỉ huy bị phá hủy hay không và liệu họ có thể chọc thủng phòng tuyến kiên cố nếu bị pháo binh đối phương liên tiếp dội hỏa lực hay không Quan trọng nhất, quân đội NATO sẽ hoạt động như thế nào nếu sức mạnh không quân của họ bị vô hiệu hóa do tên lửa đánh chặn và tên lửa phòng không của đối phương, hoặc nếu họ phải đối mặt với các cuộc tấn công từ máy bay chiến đấu ở khoảng cách xa, điều mà họ chưa từng chứng kiến ở Thế chiến II. Hiện tại, không quân Mỹ đang nghiên cứu cách thức chiến đấu trong trường hợp không thể duy trì được ưu thế trên không.